bài hát Made in India. Và như quý vị cũng biết thì sản phẩm Kilosa là một thương hiệu Made in India, và một lần nữa xin được cảm ơn giám hú với tiết mục vừa rồi. Và thưa quý vị thân mến, chương trình của chúng ta ngày hôm nay có hai phần. Phần lễ là ngay tại khu vực này và phần tiệc là ở khu vực bên trong kia ạ. Và tiết mục múa vừa rồi cũng đã khép lại phần lễ của chúng ta ngày hôm nay. Còn ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đứng lên và di chuyển vào khu vực bên